Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trước hết sẽ là một số nội dung chính sẽ có trong chuyên mục. Sơn La đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất. Lượng khách du lịch đến Điện Biên tăng mạnh. Hội khỏe phù đồng toàn quốc khu vực 1 năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong 3 năm qua, từ 2021 đến 2023, tỉnh Yên Bái đã thu hút được 20 dự án vào lĩnh vực chế biến, nông lâm thủy sản với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, qua đó tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Tỉnh Yên Bái đã thu hút và hoàn thành đầu tư một số nhà máy chế biến gỗ công nghệ cao, sản xuất một số sản phẩm mới như tơ tằm, viên nén gỗ. Một số doanh nghiệp chủ động trong đầu tư cải tạo dây chuyền sản xuất, nâng cao được sản lượng, chất lượng sản phẩm. Sản xuất một số sản phẩm chủ lực theo mô hình liên kết chuỗi như chè, quế, măng tre, gỗ, dược liệu, tơ tằm, sơn tra. Qua đó tạo việc làm, thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, đóng góp quan trọng cho ngân sách địa phương đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất được các doanh nghiệp hợp tác xã và hộ dân ở sơn la triển khai từ nhiều năm nay và đem lại hiệu quả tích cực trong lĩnh vực sản xuất và chế biến chè cơ giới hóa được ứng dụng mạnh mẽ từ khâu làm đất chăm bón thu hái và chế biến sản phẩm góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp Tỷ lệ cơ giới hóa đạt trên 80% với khâu làm đất thu hái, đốn tỉa chè bằng việc sử dụng máy cày, máy xới cỏ, máy phun thuốc, máy hái chè, máy cắt chè. Trong khâu chăm sóc, việc ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm như tưới nhỏ giọt, tưới phun xương được áp dụng tại một số vùng chè tập trung, sản xuất chè công nghệ cao. Trong khâu vận chuyển, sơ chế và chế biến chè búp tươi, tỷ lệ ứng dụng cơ giới hóa đạt gần 100%. Hầu hết các đơn vị doanh nghiệp tham gia chế biến chè tại các địa phương trong tỉnh đã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất đồng bộ, liên hoàn làm tăng năng suất, giảm đáng kể công sức lao động của công nhân. Việc đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất và chế biến chè là xu hướng tất yếu trong sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh quá trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm, đa dạng các sản phẩm sau chế biến đáp ứng nhu cầu của thị trường, nâng cao giá trị trong sản xuất. Tỉnh Sơn La hiện có trên 5.000 ha chè, sản lượng chè búp tươi đạt khoảng 40.000 tấn, tập trung chủ yếu ở các huyện Mộc Châu, Thuận Châu, Yên Châu, Bắc Yên, Phù Yên. Việc đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất và chế biến chè đã giúp người dân yên tâm gắn bó với cây chè. Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ người dân rất lớn trong phát triển chăn nuôi, góp phần vào việc tăng đầu đàn, tăng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp nói chung và giá trị ngành chăn nuôi nói riêng. Năm 2023, tổng đàn gia súc chính của tỉnh đạt gần 836.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt gần 76.000 tấn, vượt mục tiêu đề ra. Có được kết quả này là do ngành nông nghiệp phối hợp cùng chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi của tỉnh, trong đó có nghị quyết 69. Nghị quyết 69 đang tiếp tục được triển khai đã đang và sẽ góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh Yên Bái đến năm 2025 từ đầu năm đến nay công tác nhân đạo trên địa bàn tỉnh điện biên đã được hội chữ thập đỏ triển khai với nhiều hoạt động sôi nổi từng bước đổi mới mạnh mẽ về nội dung hoạt động chữ thập đỏ và công tác nhân đạo gắn với nhiệm vụ an sinh xã hội tại các địa phương đơn vị Triển khai các hoạt động nhân đạo từ đầu năm đến nay, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Điện Biên đã tổ chức thành công phong trào Tết Nhân Ái năm 2024 toàn cấp, vận động trao tặng gần 15.500 xuất quà cho các hộ nghèo trị giá hơn 6,7 tỷ đồng, hỗ trợ khác đạt hơn 1,2 tỷ đồng, duy trì tốt cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, đồng thời phối hợp tổ chức chuỗi các hoạt động và lễ phát động tháng nhân đạo cấp quốc gia tại tỉnh Điện Biên chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với nhiều hoạt động thiết thực như chợ nhân đạo, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí, trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, chỉ tính từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5, lượng khách du lịch đến với Điện Biên đã tăng trên 370.000 lượt người. Xuyên suốt các sự kiện năm du lịch quốc gia 2024 và đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã thu hút đông đảo người dân từ mọi miền tổ quốc về với Điện Biên. Để đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách vào những ngày cao điểm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Điện Biên đã bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh để mạnh công tác quản lý các cơ sở lưu trú, chỉ đạo các đơn vị kiểm tra đầy đủ về cơ sở vật chất cũng như huy động toàn bộ viên chức và người lao động tham gia phục vụ và trực tại các điểm di tích, đảm bảo phục vụ khách một cách tốt nhất. 4 tháng đầu năm doanh thu từ dịch vụ du lịch của tỉnh Lào Cai đạt gần 9.000 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong 4 tháng, lượng khách du lịch đến Lào Cai ước đạt gần 2,8 triệu khách, tăng 5,88% so với cùng kỳ năm trước và bằng 1 phần 3 so với kế hoạch năm 2024. Trong số này có gần 300.000 lượt khách quốc tế. Để thu hút du khách, Lào Cai đã tổ chức nhiều chương trình sự kiện du lịch hấp dẫn gắn với đặc trưng văn hóa, bản sắc dân tộc. Các sản phẩm du lịch được đầu tư xây dựng ngày càng phong phú, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước. Công tác xúc tiến quảng bá du lịch được quan tâm chú trọng với việc đề ra các mục tiêu giải pháp đồng bộ mang tính đột phá. Cùng với đó, các dự án phục vụ du lịch cũng được đẩy mạnh đầu tư từ các nguồn vốn ngoài ngân sách, nhất là tại các vùng trọng điểm du lịch của tỉnh. Với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp cùng với những nét văn hóa độc đáo và nhiều sản phẩm du lịch mới lạ, cao nguyên Mộc Châu, Sơn La trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 đã đón hơn 112.000 lượt khách du lịch đến nghỉ dưỡng, tham quan, trải nghiệm. Mộc Châu là địa phương có điều kiện khí hậu lý tưởng cho du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, sinh thái, nông nghiệp, cùng với đó là cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, thơ mộng và hệ thống tài nguyên văn hóa đặc sắc, độc đáo, hệ thống di tích văn hóa lịch sử hào hùng. Do đó, nhiều du khách đã lựa chọn Mộc Châu là nơi dừng chân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 năm nay. Tại các khu điểm du lịch như Mộc Châu, Island, rừng Thông, Bản Áng, Thác, Giải Yếm, Happyland, Phố Đi Bộ, Chợ Đêm Mộc Châu, đồi chè trái tim, thung lũng mận nà ca, động sơn mộc hương, ngũ động bản ôn, khu lưu niệm trung đoàn 52 Tây Tiến là những địa điểm du lịch thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm. Lượng khách đến Mộc Châu trong 5 ngày nghỉ lễ là 112.000 lượt, trong đó khách lưu trú trên 37.000 lượt, công suất buồng phòng 100%, doanh thu đạt 86,24 tỷ đồng. Hội khỏe phù đồng toàn quốc khu vực 1 năm 2024 diễn ra từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2024. Đây là dịp để các vận động viên thi đấu cọ sát và lựa chọn ra các vận động viên xuất sắc nhất. Hội khỏe quy tụ gần 2.500 vận động viên đến từ 13 tỉnh gồm Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Cạn, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình. Các đoàn vận động viên sẽ tranh tài 11 môn thi đấu ở 3 cấp tiểu học trung học cơ sở, trung học phổ thông, gồm bóng đá, bóng truyền, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, điền kinh, đẩy gậy, bơi, bóng rổ, kéo co và thể dục aerobic. Hội khỏe phụ đồng toàn quốc khu vực 1 tổ chức tại tỉnh Phú Thọ được xem như cột mốc đánh dấu sự phát triển của thể thao học đường. Bên cạnh đó còn là dịp phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao của học sinh nhằm bồi dưỡng, đào tạo tài năng thể thao cho tỉnh và quốc gia. Vườn mận Na Lạ xã Sơn Phú, huyện Na Hàng đang bắt đầu vào vụ thu hoạch. Du khách sẽ được đắm mình trong không gian đẹp, tận hưởng bầu không khí trong lành. Tự tay thu hoạch và thưởng thức những quả mận chín sẽ là những trải nghiệm thú vị khi đến với nơi đây thôn Nà Lạ là thôn duy nhất của xã Sơn Phú, huyện Na Hàng, trồng mận. Không chỉ thu hoạch quả, vài năm trở lại đây, người dân ở Nà Lạ đã đưa những vườn mận trở thành điểm thu hút khách du lịch vào mỗi dịp hoa nở và mùa quả chín. Khoảng từ cuối tháng 4 đến tháng 6 hàng năm là thời điểm mận tam hoa bắt đầu vào mùa. Vườn mận Nà Lạ có khoảng trên 300 cây mận, mỗi cây đều cho trên 100 kg quả. Với giá bán hiện nay khoảng 25.000 đồng 1 kg thì đây đang là cây cho thu nhập khá với bà con anh Phùng Thanh Tiến cùng với gia đình đang tích cực thu hoạch mận để giao cho thương lái. Đầu năm ấy thì khi hoa mận nó nở trắng đẹp ấy, thì bà anh bắt đầu mới giới thiệu để du khách người ta biết đến người ta đến khá là đông. Khi mà du khách người ta biết đến nhiều hơn ấy, cái lượng người mua nhiều hơn thì nói chung giá cả nó tốt hơn với lại dễ bán hơn. Mận tam hoa nà lạ có chất lượng tốt, quả to, mọng nước, hương vị chua ngọt và giòn tan đặc trưng, khác với mận trồng ở những vùng đất khác. Những cây mận đã có 9 năm tuổi và cho thu hoạch được 5 năm. Vườn mận cũng là điểm check-in vô cùng hấp dẫn với giới trẻ. Những năm gần đây, người trồng mận ở Na Lạ đã mở thêm dịch vụ cho du khách vào vườn trải nghiệm hái quả với tiêu thụ sản phẩm tăng thu nhập lại có phần phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Vườn mận Nà Lạ mở cửa cho khách vào tham quan từ 7 giờ đến 18 giờ 30 tất cả các ngày trong tuần. Bạn có thể thoải mái tham quan chụp ảnh, hái mận và thưởng thức mận tại vườn miễn phí. Đồng thời nếu muốn có thể mua mận về làm quà trong những năm gần đây thì xã đã tập trung đầu tư để phát triển kinh tế gắn với du lịch địa phương thì hiện giờ thì các mặt hàng sản phẩm của Sơn Phú thì giờ là mặt hàng về ô cốt thì có một mặt hàng đó là rượu ngôi men lá và tiếp theo là có những mặt hàng chủ chốt của xã đó là về cây ăn quả và mật ong tận dụng những cái nguồn vốn ưu đãi của nhà nước thì bà con sẽ vay vốn và phát triển kinh tế còn đối với xã nhà thì tập trung mở rộng diện tích rồi là quy hoạch những cái khu đất sản xuất để trồng những cây ăn quả rồi là những cây công nghiệp. Cái thứ hai nữa là về cái tập trung chăm sóc những cái cây hiện có và phát triển thêm diện tích và trồng những cây mới. Với không khí thoáng đãng trong lành của vùng cao, vườn mận Nà Lạ chắc chắn là địa điểm dã ngoại vô cùng thú vị nếu như bạn có cơ hội đến với Na Hang và hòa mình và thiên nhiên. Ngoài ra bạn có thể kết hợp cùng chuyến đi trải nghiệm lòng hồ hay săn mây ở Hồng Thái, tìm hiểu bản sắc văn hóa hay thưởng thức các món ẩm thực truyền thống của địa phương. Ở Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, nghề dệt thổ cẩm được khôi phục không chỉ giúp người dân bản địa giữ gìn được bản sắc truyền thống của dân tộc mình, mà còn góp phần phát triển du lịch. Du khách sẽ biết đến nhiều hơn về miền đất và văn hóa của người Tài nơi đây. Từ trước khung cửi này, nhiều vung vải, những bộ quần áo thổ cẩm đã được dệt thành hình. Học dệt từ khi còn nhỏ, chị Ngô Thị Chín đã theo nghề gần 20 năm. Bản thân chị cũng tự làm cho mình trang phục cưới cùng các vật dụng mang về nhà chồng. Tham gia vào tổ hợp tác theo dệt thủ cẩm xã Thượng Lâm, chị Chín cùng các chị em đã tạo ra những sản phẩm không chỉ đẹp mắt mà còn mang lại giá trị kinh tế. Khi được tham gia vào nhóm thì cùng sở thích này thì làm ra được rất nhiều sản phẩm, giao lưu học hỏi kinh nghiệm với nhau ấy thì làm được rất nhiều mặt hàng. Ở Thượng Lâm, nghề dệt thổ cẩm đã góp phần phát triển du lịch. Tại nhà sàn của người Tây làm dịch vụ homestay đều có khung cửi dệt thổ cẩm để cho du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Các sản phẩm được làm thủ công tỉ mỉ với những hoa văn mang hương sắc núi rừng. Đây cũng là cách để người dân bản địa quảng bá văn hóa, thu hút khách du lịch. Hiện nay, Tổ hợp tác theo dệt thổ cẩm Thượng Lâm đã có gần 60 thành viên tham gia. Thổ cầm của xã Thượng Lâm hiện nay thì cũng duy trì được rất nhiều. Chị em bây giờ hiện tại là có 57 hội viên của tổ dệt thổ cầm xã Thượng Lâm vẫn gìn giữ và các nét xưa tất cả du khách đến với chúng tôi thì họ rất thích trải nghiệm và để thấy được các nét văn hóa phong phú và đa dạng. Cùng với việc khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cầm, xã Thượng Lâm còn được thiên nhiên ban tặng cho cảnh quan thiên nhiên đẹp, có núi, sông, hồ, sừng nguyên sinh. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương khai thác phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng. Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyên mục Tây Bắc chuyển động của Đài Phát Thanh và truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.